Hello everyone, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi tổng hợp 12 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nhé. Chủ quét video game 2. Let's go. Sẽ sang đến thứ hai, sắp quên số vây. Điều này rất là hay update các bạn nhé, cho nên các bạn chơi nó sẽ không bị nhầm chán. Ok, mình làm cái này, có may thôi. Bye.
kia. Rồi tiếp này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang kênh thứ ba, Payback 2. Play. Come to. Let's go. Wow, rất là đông đối thủ luôn. Mình sẽ xuống đây là bắn từng người một. Rất là xa kia, ok. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ tư, Hello Survivor. Ok, let's go. Đầu tiên các bạn chạy theo quả bóng. Khi đi theo quả bóng các bạn mới biết được thứ nguyên nhân ông này làm những việc xấu gì. Ok, và bây giờ thì mình sẽ phải nhặt những cái này để mình chuồn vào nhà ông ta. Thank you.
chúng ta phát hiện ra mình ở bên trong phòng nó rất là nhanh. Ok, xong. Rồi, pin lên đây thì các bạn rất là an toàn thôi. Mình sẽ vứt cái này đi. Và bây giờ thì mình sẽ chui xuống đây. Lấy chiếc chìa khóa màu đỏ. Ok. Ok, và bây giờ mình đã vào trong căn tầng hầm. Đây một tầng hầm của chúng ta. Tầng hầm rất là hoành tráng luôn. Chúng ta thuê cả, chúng ta tạo ra cả robot làm việc trong đây. Cho con dao lên. Sẽ sang đến thứ 5. The Flash. Let's go. Ok, và bây giờ mình sẽ sang đến game tiếp theo, Scary Teacher Buddy. Chapter 3.
delicious luôn. Yummy, yummy. You know I can't stop at just one glass. Be right back. I could have eggnog all day, every day. Yummy, yummy in my tummy. Oh, I think something is wrong. Oh, my stomach. Oh, must hurry. Ok, và bây giờ thì sẽ là cái tựa game thứ 7. Time start. Let's go. Let's go. Can't move. Fuel has ended. Sorry, John. I'm not going to move again. Miss. Oh, I don't think they're there. Sẵn luôn ta. Wow, xảy ra. Bây giờ mình sẽ cho anh ta một viên đứt băng. Nhiều cái máu luôn, sợ rồi. Sẽ sang tới gần tiếp theo. Hotel Titan.
chơi nữa đúng không? Không biết là có chơi không? Khó càng cao. Sang cái tiếp theo, hello slime ball, he has six. Let's go. Sang cái tiếp theo. Đây là đôi chân thần tốc, wow, khỏe lên. Thank you.
giỏi lắm ha. Level 4, okay, let's go. Oh, mình cứu xuống mà sao được rồi. Cái này bắt một phần nhảy không? Ok, mình sẽ làm lại vào này. Tiếp theo, Duck is a cream. Level 12, tức là 13. Game này cũng tránh cái số là 13, cho nên là đọc 11, 11 và 12, 13. Let's go. Một chú, chúng này sao ạ? Chú bắn thẳng luôn mọi người. Ôi, chú này bên trong đây. Không chết. Bản đồ chỉ đó là bằng alpha.
Ok, và bây giờ mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.